Cô chào các em học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Hậu Giang. Ở tuần trước thì các em được cô Hồng Điều giới thiệu cho bài 20 Hơi nước trong không khí mưa. Và cuối bài này thì các em không có câu hỏi thắc mắc. Nhưng mà ngày hôm nay thì cô nhắc lại nội dung chính của bài một xíu. Phần 1 hơi nước thì các em thấy là gì? Nhiệt độ càng cao thì lượng hơi nước chứa trong không khí càng nhiều. Và khi không khí bão hòa mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước thì cái lượng hơi nước thừa đó hoặc là lượng hơi nước đó nó bị hóa lạnh thì nó xảy ra hiện tượng ngưng tụ. Ha, được chưa? Đó là phần 1. Rồi, phần 2 thì phần 2 là mưa và sự phân bố mưa. Thì phần này các em biết đọc biểu đồ. Các em tính được lượng mưa của một địa phương. Lượng mưa ở đây có thể là người ta yêu cầu các em tính lượng mưa từ tháng 1 đến tháng 12 hoặc là tính lượng mưa của một mùa, mùa mưa hoặc là mùa khô. Vị ý tiếp theo là gì? Dựa vào những cái lược đồ phân bố mưa thì các em nhận xét được là ở đâu mưa nhiều, ở đâu mưa ít và một phần các em giải thích được cái hiện tượng đó. Đó là những cái nội dung mà trong bài 20. Bài ngày hôm nay cô muốn giới thiệu với các em một chủ đề, đó là chủ đề thời tiết và khí hậu. Các em ghi tựa bài nhé. Bài ngày hôm nay thì có hai nội dung. Nội dung thứ nhất, thời tiết và khí hậu, nằm ở phần 1 của bài 18. Nội dung thứ hai là các đới khí hậu trên trái đất, nằm ở phần 2 của bài 22. Đó là nội dung chính. Chúng ta đi vào phần 1, thời tiết và khí hậu. Vậy thời tiết là gì? Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương trong một thời gian ngắn. Vậy hiện tượng khí tượng là gì? Cô lấy ví dụ. Hiện tượng khí tượng, ví dụ như là nắng, mưa, sương mù, bão, sấm sét hay là hiện tượng tuyết rơi, đó là các cái hiện tượng khí tượng. Còn nhiều hiện tượng khí khác nữa nha các em. Như vậy, trở lại cái khái niệm thời tiết. Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương. Ở một địa phương ở đây, các em hiểu đó là một khu vực hoặc là tỉnh thành nha các em. Trong một thời gian ngắn, trong một thời gian ngắn có thể là vài tiếng, có thể là một ngày. Ví dụ như là sáng thì trời nắng nhưng mà chiều thì có mây và mưa. Như vậy cô nhắc lại cái khái niệm này. Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương trong một thời gian ngắn. Rồi tiếp theo. Trong một ngày thì thời tiết có thể thay đổi vài lần nhé các em. Đây là hình ảnh mà buổi sáng của thành phố Hồ Chí Minh. Thì buổi sáng các em thấy trong hình này là trời rất là nắng nóng. Nhưng mà đến buổi chiều thì có hiện tượng mưa. Như vậy trong ngày thời tiết thay đổi, buổi sáng thì nắng mà buổi chiều thì mưa. Và đặc biệt trong ngày 25 tháng 4, 25 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, tại quận 12 đó các em, thì cái hiện tượng mưa đá diễn ra. Đây là một cái hiện tượng lạ, đúng không? Đó. Rồi như vậy nhớ cho cô là trong một ngày thì thời tiết có thể thay đổi vài lần. Đó. Như vậy khí hậu là gì? Khí hậu là gì? Các em quan sát. Ở miền Bắc Việt Nam, ở khu vực miền Bắc này, thì cứ từ tháng 11 đến tháng 4 thì có mùa đông. Mùa đông thì người ta phải mặc áo ấm, ha, như gọi là hình ở đây các em. Rồi, nhưng từ tháng 5 đến tháng 10 thì có mùa hạ. Như vậy, khí hậu là gì? Là sự lặp đi lặp lại tình hình thời tiết ở một địa phương. Lặp đi lặp lại. Cứ đến tháng này là có mùa đông, cứ đến tháng này thì có mùa hạ. Như vậy, sự lặp đi lặp lại cái tình hình thời tiết ở một địa phương và trong nhiều năm liền. Và trở thành quy luật nha các em. Đó là khí hậu. Sau đây chúng ta sẽ so sánh thời tiết và khí hậu. Thì thời tiết và khí hậu có điểm giống nhau là gì? Đều là các cái hiện tượng khí tượng xảy ra ở một địa phương cụ thể.
và khác nhau thì thời tiết diễn ra trong thời gian ngắn và khí hậu thì diễn ra trong thời gian dài, và khí hậu thì có tính quy luật. Tính quy luật. À, như vậy thời tiết nó không có tính quy luật nào cả, đúng không nào? Rồi, về khác nhau thì thời tiết xảy ra trong phạm vi nhỏ. Phạm vi nhỏ. À, nó có thể một tỉnh, có thể một vùng. À, và nó thay đổi, nó hay thay đổi. Còn khí hậu thì nó có phạm vi rộng và nó ổn định. Phạm vi ở đây không phải là một tỉnh ha, mà nó cả một vùng lớn, ha, một vùng lớn. Ví dụ như là vùng miền Bắc. À, như vậy cô đã hướng dẫn cho các em về cái so sánh thời tiết và khí hậu. À, đây là cái nội dung mà các em ghi bài trong phần 1. Các em thấy cái biểu tượng này thì các em ghi bài nhé. Như vậy thời tiết là gì? Là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương trong một thời gian ngắn. Khí hậu là sự lặp đi lặp lại tình hình thời tiết ở một địa phương trong nhiều năm. Các em ghi bài phần này vào nhé. Có thể các em ghi không kịp thì các em sẽ tua lại để ghi nhé. À, như vậy chúng ta sẽ vào tìm hiểu phần 2, các đới khí hậu trên trái đất. Các đới khí hậu trên trái đất. Các em quan sát. Trả lời cho cô câu hỏi, trên trái đất có mấy vành đai nhiệt? Mấy vành đai nhiệt? Kể các em đếm. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, như vậy chúng ta biết được có 5 vành đai nhiệt. Vậy tại sao không phải là 4 vành đai hay 6 vành đai mà là 5 vành đai? Các em nhớ lại cho cô bài ở học kỳ 1 các em đã học. Tia sáng mặt trời là những tia sáng song song chiếu xuống mặt đất. Song song. Ha, vào ngày 22 tháng 6 thì ánh sáng mặt trời chiếu vuông góc vào đường chí tuyến Bắc. Và ánh sáng mặt trời chỉ chiếu vuông góc vào từ đường chí tuyến Bắc đến đường chí tuyến Nam. Tại sao vậy? Vì trục trái đất nó nghiêng và nó không đổi hướng khi chuyển động quanh mặt trời. À, cho nên là gì? Ánh sáng mặt trời chiếu vuông góc vào đường chí tuyến Bắc đến đường chí tuyến Nam. Như vậy cái khu vực này đây nó nhận được nhiều ánh sáng mặt trời, nhiệt độ nó cao, nó tạo thành một cái vành đai nóng các em. Đây, vành đai nóng từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam. À, và tiếp theo, cái khu vực từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc, từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam, thì cái lượng nhiệt nó nhận được từ mặt trời nó trung bình thôi, nó cũng không cao, cho nên nó tạo thành cái vành đai ôn hòa ở nửa cầu Bắc và vành đai ôn hòa ở nửa cầu Nam. Còn từ vòng cực Bắc đến cực Bắc, từ vòng cực Nam đến cực Nam, thì cái lượng nhiệt nhận được của mặt trời là rất ít, cho nên nó tạo ra vành đai nhiệt, vành đai lạnh ở hai cực nha các em. Như vậy, trên trái đất có 5 vành đai nhiệt, và tương ứng với 5 vành đai nhiệt thì trên trái đất phân hóa thành 5 đới khí hậu. 1 đới nhiệt đới, 2 đới ôn đới, 2 đới ôn đới và 2 đới hàn đới. À, nhớ cho cô là có 5 đới khí hậu. À, bây giờ cô nhắc lại bài cũ một xíu. Ở cái chủ đề lớp vỏ khí thì các em biết là gì? Không khí ở gần xích đạo thì nó nóng hơn, bao giờ nó cũng nóng hơn, nhiệt độ cao hơn cái không khí ở vùng gần cực. Như vậy nhiệt độ sẽ giảm dần từ xích đạo về cực. Đó là cô nhắc lại bài cũ. Ha. Rồi tiếp theo. Như vậy, sự phân hóa khí hậu trên bề mặt trái đất nó phụ thuộc vào nhiều nhân tố, nhưng mà quan trọng nhất là theo vĩ độ. Quan trọng nhất là theo vĩ độ. Rồi. Như vậy, trước khi đi vào cái phần này thì cô nói đây là một cái phần quan trọng của học kỳ 2. Chúng ta chú ý dựa vào sách giáo khoa trang 68 các em hoàn thành cho cô cái bảng sau. Về hàng thì có đới, tên đới là đới nóng, đới ôn hòa, đới lạnh. Về cột thì có giới hạn của từng đới, có đặc điểm về nhiệt độ, đặc điểm về gió và đặc điểm về lượng mưa. Các em sẽ điền những cái nội dung vào đây.
Đầu tiên chúng ta tìm hiểu đới nóng. Cô có cái hình này, cô kết hợp hai hình, một hình là các đới khí hậu, một hình là tên các loại gió, để chúng ta nhìn cho nó dễ. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu đới nóng. Vậy giới hạn của đới nóng là từ đâu? Các em nhìn đây, từ đường chí tuyến Bắc 23 độ 27 phút Bắc đến đường chí tuyến Nam 23 độ 27 phút Nam. Như vậy chúng ta sẽ ghi được nội dung vào đây, đó là từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam là cái khu vực màu màu cam đây các em. Đó. Rồi, tiếp theo. Đặc điểm khí hậu về nhiệt độ. Theo các em thì nhiệt độ ở đới nóng như thế nào? Nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao. Tại sao nó cao? À, vì nhiệt độ ở đây cao vì nó nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt từ mặt trời. À, vậy gió trong khu vực này là gió gì? À, các em quan sát. Đây, khu vực này đây. Từ khoảng chí tuyến Bắc di chuyển về xích đạo là gió tín phong. Ở chí tuyến Nam di chuyển về xích đạo cũng là gió tín phong. Như vậy chúng ta ghi được vào đây là gió tín phong. Vậy lượng mưa, ở đới nóng hay nhiệt đới như thế nào? Lượng mưa ở đây lớn, từ 1.000 đến 2.000 mm trong một năm. Vậy tại sao lượng mưa ở nhiệt đới lại lớn? Là lượng mưa nhiều đó các em. À, vì ở đây có nhiệt độ cao. À, ở đây có nhiệt độ cao cho nên lượng hơi nước bốc lên nhiều. Hơi nước bốc lên nhiều thì điều kiện gây mưa nhiều. Rồi, đó là chúng ta đã tìm hiểu xong cái đới nóng về giới hạn cũng như đặc điểm khí hậu. Tương tự như vậy, đến hai đới ôn hòa. Hai đới ôn hòa thì chúng ta cứ dựa vào những cái vị trí này, cái đường vành đai nhiệt này để chúng ta ghi giới hạn. Ở nửa cầu Bắc từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc, chí tuyến Bắc đây, vòng cực Bắc đây. Còn ở nửa cầu Nam, chí tuyến Nam đến vòng cực Nam, chí tuyến Nam đến vòng cực Nam. Như vậy là cái kem quan sát cái màu xanh lá này là giới hạn của hai đới ôn hòa, giới hạn của hai đới ôn hòa. Vậy nhiệt độ của khu vực này như thế nào? Nhiệt độ trung bình do cái góc chiếu từ ánh sáng mặt trời xuống mặt đất nó trung bình. Và gió của khu vực này là gì? Đây, các em nhìn qua đây. Gió tây ôn đới. Gió tây ôn đới. Và lượng mưa ở trong khu vực này như thế nào? Lượng mưa trung bình. Lượng mưa trung bình. Nó cũng không cao và nó cũng không thấp nha các em. Từ 500 m, 500 mm đến 1.000 mm trong một năm, đó là lượng mưa của hai đới ôn hòa. Như vậy là cô cùng các em sẽ đã tìm hiểu xong cái phần đặc điểm của hai đới ôn hòa. Và cuối cùng hai đới lạnh giới hạn. Phần này dễ hơn. Từ đường đâu, tường gì đây, đường gì đây, 66 độ 33 phút, đường vòng cực Bắc đến cực Bắc, đến cái vùng cực Bắc này. Và ở nửa cầu Nam cũng thế, từ vòng cực Nam đây, vòng cực Nam đến đến cực Nam. Rồi, đặc điểm như thế nào? Nhiệt độ thì quanh năm giá lạnh. Nguyên nhân tại sao các em biết rồi ha. Góc chiếu rất là nhỏ, thời gian mà ánh sáng nhận được mặt đất nhận được ánh sáng mặt trời rất là ít. Gió trong khu vực này là gió đông cực. Và lượng mưa thì rất là ít, dưới 500 mm trong một năm. Lượng mưa rất là ít. Như vậy đây là cái bảng mà đặc điểm khí hậu của hai đới lạnh. Đây. Đây là nội dung mà các em cần ghi, phải ghi trong mục 2 các đới khí hậu trên trái đất. Các em sẽ kẻ bảng rồi các em ghi nội dung này vào.
Chắc là các em ghi không kịp thì các em sẽ ghi sau nhé. À, như vậy cô sẽ nói thêm một cái phần do sự phân bố lục địa và đại dương nên ranh giới của các cái đới khí hậu nó không hoàn toàn trùng khớp với ranh giới của các cái vành đai nhiệt. À, cái màu xanh này, cái đường màu xanh này là ranh giới của các cái đới khí hậu như các em, ranh giới của các cái đới khí hậu. Tại sao nó không thẳng? Tại sao nó không thẳng giống như là cái đường vành đai nhiệt, cái đường chí tuyến Bắc này, nó không thẳng mà nó sao cong, nó lợn sóng. Như vậy do cái sự phân bố giữa lục địa và đại dương trên trái đất, thì nó không trùng khớp. Và ở mỗi một đới khí hậu thì nó lại phân hóa thành nhiều kiểu khác nhau. Cô lấy ví dụ đây là một cái lược đồ các kiểu môi trường trong đới nóng. Thì môi trường đới nóng này nó chia ra làm mấy kiểu. Đây, môi trường đới nóng nó chia ra thành làm 4 kiểu nha các em. Mỗi màu sắc là một kiểu. Mai mốt các em sẽ học các kiểu môi trường này ở ở lớp 7. Vậy Việt Nam chúng ta nằm trong đới khí hậu nào và kiểu khí hậu nào? Trước tiên, đới là đới nóng và kiểu là kiểu nhiệt đới gió mùa. Mai mốt chúng ta sẽ học cái đặc điểm này ở lớp 8 nha. Sau đây các em sẽ quan sát một số những cái cảnh quan trên thế giới và em xếp các cái cảnh quan đó vào từng đới khí hậu cho nó đúng nhé. Đây là hình ảnh rừng lá kim hay còn gọi là rừng taiga. Và đây là một số những cái loại động vật ở đới lạnh. Và tiếp theo, đây là một cái hình ảnh ở hoang mạc. Như vậy hoang mạc thì các em phải xếp vào đới nào? Và đây là cái hình ảnh người ta câu cá. Xung quanh thì thấy tuyết, băng tuyết không à? Như vậy em sẽ xếp nó vào cái đới nào? Nhiệt đới, ôn đới hay hàn đới? Tự các em xếp nhé. Và đây là một cái cánh rừng vào mùa thu. Vào mùa thu lá nó rụng này, lá nó vàng rồi nó rụng này. Và đây là một cái cảnh mà ở đồng bằng mà có rừng ngập mặn, đồng bằng mà rừng ngập mặn. Rừng rất là tốt ha. Và tiếp theo ở đây cũng vậy, đây là một cái vùng rừng rất là rộng, rất là tốt. Và tiếp theo hình ở đây là một cái vùng thảo nguyên hay còn gọi là đồng cỏ đấy các em. Và đây là động vật hoang dã. Vậy nó ở khí hậu nào? Nhiệt đới, ôn đới hay hàn đới? Các em tự suy nghĩ và các em tự xếp. Như vậy trong phần 2 này và đặc biệt trong cái chủ đề ngày hôm nay, chủ đề thời tiết và khí hậu, thì đây là một cái nội dung quan trọng nhất. Tại sao cô nói quan trọng? Đây là cái nội dung mà các em phải ghi nhớ, các em phải khắc sâu, các em phải hiểu. Để đây là cái kiến thức mà các em tiếp thu ở lớp 7, lớp 8 và lớp 9. Nếu như bài này ở cái phần này mà các em hỏng kiến thức thì mai mốt các em tiếp thu những cái phần sau nó sẽ rất là khó. Và đồng thời đây cũng là một cái nội dung chính cho nên sẽ ôn tập và sẽ kiểm tra trong học kỳ 2 sắp tới nha các em. Các em ghi bài cho cẩn thận giùm cô. Cô chỉ cho một cái cách học như thế này, các em không cần phải học thuộc lòng ha. Các em học bằng hình, các em học bằng hình. Bây giờ các em muốn học đới nào trước cũng được ha. Rồi các em kẻ ra một cái bảng như thế này. Rồi các em ghi chữ đới ha. Rồi các em ghi đới nào. Rồi các em nhìn vào hình, các em liệt kê ra, các em liệt kê ra giới hạn này, nhiệt độ này, gió này, lượng mưa này ha, như vừa rồi cô hướng dẫn đó. Như vậy các em học chỉ cần các em làm đúng được một lần, các em tự làm, các em không có nhìn vào tập kia nữa thì các em sẽ nhớ ha, và kiến thức của các em sẽ sâu hơn, được chưa? Rồi cô có một câu hỏi. Hôm nay chúng ta học về chủ đề thời tiết và khí hậu. Vậy khí hậu trên trái đất hiện nay như thế nào?
trên các cái thông tin đài báo thường các em nghe cái cụm từ biến đổi khí hậu, có nghĩa là khí hậu nó bị biến đổi. Vậy biến đổi khí hậu là gì? À, các em hiểu là biến đổi khí hậu là hiện tượng nóng lên toàn cầu, nóng lên, nhiệt độ nó cao hơn, và nguyên nhân chính là do sự gia tăng của các cái khí độc hại từ các nhà máy, từ các phương tiện giao thông, rồi các cái hoạt động khai thác quá mức các cái loại tài nguyên như là khoáng sản, tài nguyên động thực vật, rồi những cái khí thải từ sinh hoạt, từ con người, vân vân. Như vậy có nhiều cái nguyên nhân làm cho trái đất nóng lên. Và điều gì xảy ra khi Việt Nam mà có nhiệt độ tăng trên 2 độ C? Khi mà nhiệt độ tăng trên 2 độ C thì Việt Nam như thế nào? À, các em cùng cô sẽ xem một cái clip sau đây nhé. Như vậy là các em đã biết được cái điều gì xảy ra với chúng ta khi mà nhiệt độ tăng thêm 2 độ C rồi nhé. Như vậy qua cái chủ đề thời tiết và khí hậu ngày hôm nay thì cô muốn nhắn nhủ với các em rằng việc bảo vệ khí hậu, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi con người, không riêng gì của ai hết. Những con người sống trên cái hành tinh này thì cần phải bảo vệ môi trường, bảo vệ khí hậu. Vậy cô và các em cùng có những cái hành động cho đúng để bảo vệ trái đất nhé. Và cuối cùng thì cô nhắc các em ghi bài, các em làm bài củng cố trước 11:30 ngày hôm nay. Nếu có cái câu hỏi thắc mắc thì các em cứ mạnh dạn các em ghi vào cái phần hỏi thêm. Những cái tuần vừa qua cô không hề nhận được câu hỏi nào hết. Và tiếp theo thì các em chuẩn bị cho cô bài 23 sông ngòi, sông và hồ. Và cuối cùng cô chúc các em có một buổi học tốt. Cô chào các em.